OM18 lúa xạ các bạn, lúa này xạ rất là dày. Đẹp hết hồn ha các bạn. Vàng như nghệ, năm nay anh em nào xạ OM18 thì khi mà lúa chỗ ngay nắng thì nhìn rất là đẹp, rất là hấp dẫn. Vàng như nghệ. Hy vọng là bà con nông dân năm nay làm vô tấn hết cho nông dân phấn khởi một năm. Giá hiện tại thì 6.700-6.800 đó các bạn. Rồi tới thời điểm mà gần thu hoạch thì nó không biết nó diễn biến thế nào. Nếu mà hy vọng nó lên 7.000 được thì ngon. Thì những cái người ta bán 6.700-6.800 các bạn, cắt lúa nó dễ. Rồi người ta lấy lúa cũng dễ nữa. Quá đẹp ha các bạn. Rồi thôi chào anh em và các bạn.